Chào quý vị khán giả, những người yêu tự do. Chào mừng đến với chương trình Trang Nhất. Tôi là Scott Cameron Gulley. Nội dung bản tin hôm nay là về các động thái của Tổng thống Trump trong việc ngăn chặn sự cản trở từ cơ quan FBI, tịch thu tài sản liên quan đến gian lận bầu cử. Bên cạnh đó, ông cũng bổ sung thêm nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì lo ngại có mục đích quân sự mờ ám. Mời quý vị theo dõi. Đầu tiên là về hành vi cản trở điều tra của FBI. Vào ngày 29 tháng 11, FBI đã hành động. Matt Brenner, giám đốc của dự án về tính liêm chính bầu cử, đã đăng trên Twitter rằng FBI đã chủ động và trực tiếp yêu cầu từ tôi những phát hiện quan trọng về phiếu bầu bất hợp pháp. Ông nói thêm, muộn nhất là thứ Ba, chúng tôi sẽ chuyển đến cơ quan toàn bộ dữ liệu, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. Cựu tổng trưởng lý của Kansas, Philip Ply, xác nhận dòng tweet của Brenner về việc đặc vụ thuộc văn phòng hiện trường của FBI ở Los Angeles là John O đã liên lạc với Brenner. Brenner, một cựu giám đốc dữ liệu và chiến lược gia cho chiến dịch Trump và dự án VIP của anh, đã phát hiện ra rằng hàng chục nghìn người đã bỏ phiếu ở các bang mà họ không còn sống ở đó nữa. Ví dụ, họ đã chuyển từ New York đến New Jersey và cũng đã đăng ký bỏ phiếu ở New Jersey, nhưng những người này vẫn bỏ phiếu ở New York. Điều này xảy ra ở ít nhất 3 tiểu bang. Brenner đã nhấn mạnh, tôi có thể cho bạn xem tên của những người trên hồ sơ bỏ phiếu ở nhiều tiểu bang trong dữ liệu gốc mà các tiểu bang cung cấp. Vì vậy, đây không phải là suy đoán, đây là những gì dữ liệu cho thấy. Hiện tại, FBI đã yêu cầu Brenner cung cấp bằng chứng này, nhưng hơi kỳ lạ, FBI lại là cơ quan điều tra liên bang và không khó để lấy dữ liệu này nếu Brenner có thể lấy được. FBI lẽ ra có thể lấy nó dễ dàng hơn miễn là bưu điện không liên quan đến nó. Lẽ ra nó phải hợp tác với cuộc điều tra, nhưng khi FBI yêu cầu Brenner bằng chứng, quá trình này chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô. Vì vậy, nó đặt ra một số câu hỏi cho chúng ta. Liệu Brenner có nhận được lời đe dọa tính mạng giống như Richard Hopkins, nhân viên bưu điện ở LA, Pennsylvania không? Nó sẽ giống như ổ cứng của Hunter Biden, nơi FBI lấy dữ liệu và sau đó chẳng có gì xảy ra chứ? Vì vậy, cần phải nhắc nhở Brenner rằng nên làm ít nhất một bản sao lưu để tránh mọi biến chứng. Tất nhiên có thể là FBI sẽ thực sự hành động. Bằng chứng thực tế đang tăng lên và Brenner đã cho biết rằng anh ấy muốn công bố dữ liệu tại một phiên điều trần ở Arizona vào ngày 30 tháng 11. Vì vậy, đây cũng có thể là một loại cản trở khiến FBI phải hành động. Nếu FBI không ra tay, rất có thể họ sẽ hoàn toàn đánh mất lòng tin của người dân. Theo những cách này, có thể thấy rằng đội ngũ của Trump đã tung ra một cuộc phản công mạnh mẽ. Michael Walsh, nhà báo của trang The Pipeline Oregon, đã viết cho Epoch Times tiếng Anh rằng Tổng thống Trump đang trong một trận chiến sau cùng để cứu nguy. Nếu không phải là nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy, thì là đạo luật cơ bản của đất nước. Và ông ấy không thể lùi bước trong cuộc chiến này. Ông Walsh thúc giục. Vì vậy, làm ơn, Ngài Tổng thống hãy chiến đấu đến cùng. Tiếp theo, Trump có thể thu giữ tài sản vật chất liên quan đến gian lận bầu cử. Vào sáng ngày 30 tháng 11, luật sư Lin Wood đã đăng trên Twitter, chào buổi sáng, hôm nay là một ngày tốt lành để những người yêu nước đọc kỹ lệnh hành pháp vào tháng 9 năm 2018 này. Và sau đó, hãy tự tin rằng chúng ta có những người đàn ông và phụ nữ trung thực trong chính phủ, giống như Donald Trump, yêu nước Mỹ và yêu pháp quyền. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2018, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhất định trong trường hợp có bất kỳ sự can thiệp của nước ngoài nào vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Đó là một sắc lệnh của Tổng thống, áp lệnh trừng phạt khi các lực lượng nước ngoài can thiệp vào bầu cử Mỹ. Nó nêu rõ, việc đánh giá sẽ xác định trong phạm vi tối đa có thể xác định được tính chất của bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài và bất kỳ phương pháp nào để thực hiện nó, những ai có liên quan và chính phủ nước ngoài hoặc các chính phủ đã ủy quyền, chỉ đạo, tài trợ hoặc hỗ trợ nó. Việc luật sư Lin Wood đột ngột đề cập đến lệnh hành pháp này rõ ràng đang ngụ ý rằng phe của Tổng thống Trump nắm được điều gì đó và có thể sẽ thu giữ tất cả tài sản của một số người hoặc một số tổ chức, cơ quan, công ty, v.v. Nếu vậy, đó là một nước cờ lớn khác của Tổng thống Trump trong việc tát cạn đầm lầy. Trung tâm Chính trị Đáp ứng, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đã có một phân tích mới. Nó cho thấy hơn 320 triệu đô la được gọi là tiền đen tối đã giúp thúc đẩy các nhà dân chủ trong Nhà Trắng và các cuộc đua vào Quốc hội, cao gấp đôi so với số tiền ẩn danh hỗ trợ cho phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử liên bang năm nay, theo một phân tích mới cho thấy. Phân tích này cho thấy rằng người nhận được nhiều tiền ủng hộ ẩn danh nhất chính là Biden. Ông đã nhận gần 132 triệu đô la trong các quỹ ẩn danh để vào được Nhà Trắng. Trong khi đó, chỉ có 22 triệu từ các quỹ như vậy ủng hộ cho Tổng thống Trump. Trung tâm Chính trị Đáp ứng định nghĩa nó theo cách này. Tiền đen tối giống như việc chi tiền để gây ảnh hưởng đến kết quả chính trị. Trong đó, nguồn tiền không được tiết lộ. Nó bao gồm các khoản quyên tặng và chi tiêu của các tổ chức phi lợi nhuận mà không tiết lộ nguồn tiền. Nó cũng bao gồm dòng tiền chảy vào chính trị từ các công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động như các công ty ma. Một loại hình phi lợi nhuận thường được nói đến là các tổ chức phúc lợi xã hội. Những tổ chức này là kiểu phổ biến nhất của nhóm tiền đen tối. Họ có thể tham gia vào các hoạt động chính trị, miễn là những hoạt động này không trở thành mục đích chính yếu của họ. Vậy mục đích chính là gì? Sở thuế chưa bao giờ đưa ra một định nghĩa rõ ràng, cũng như không xác định tỷ lệ phần trăm được tính như thế nào. Tuy nhiên, quy tắc thực tế hiện nay là miễn sao không vượt quá 49,9 tổng chi tiêu dành cho chính trị thì được coi là tuân thủ luật. Có thể nói, miễn là không vượt quá một nửa số tiền được chi cho chính trị, sở thuế coi đây vẫn là tuân thủ luật. Thực ra có một sơ hở lớn trong quy định này. Ví dụ, nếu một công ty có tài sản 10 tỷ đô la, chi 4,99 tỷ để tác động đến chính trị, tức là nó không chi hơn 49,9% tổng chi tiêu của công ty. Đây là một số tiền rất lớn, nhưng vẫn được xem là tuân thủ quy định. Nhưng số tiền này có thể tác động cực lớn đến bầu cử. Những người và tổ chức này có liên quan đến sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ không? Có khả năng là đội ngũ của Trump đã có bằng chứng. Nếu không, luật sư Lin Wood sẽ không kêu gọi sự chú ý đến lệnh hành pháp năm 2018 vào thời điểm này. Và nếu lệnh hành pháp này của Tổng thống được thực hiện, quy mô trừng phạt áp đặt lên Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể không nhỏ. Thực sự có rất nhiều bằng chứng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Vì vậy, chúng ta có thể thấy sự bế tắc gia tăng trong mối quan hệ Mỹ-Trung trong tương lai. Chính quyền Trump đã quyết định bổ sung nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc, SMIC, nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi Trung Quốc, CNOOC, vào danh sách đen các công ty quân đội Trung Quốc, bị cáo buộc có quan hệ quân sự, hòng tiếp cận các nhà đầu tư của Mỹ. Theo nguồn tin trích dẫn bởi Reuters vào ngày 30 tháng 11, danh sách này còn bao gồm hai công ty khác, đó là Tập đoàn Công nghệ Xây dựng Trung Quốc và Công ty Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Trung Quốc. Các nguồn thông tin cho biết lượng mua của SMIC từ các nhà cung cấp đầu mối ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã vượt quá nhu cầu của cả năm 2020. Chính quyền Trump đã trừng phạt SMIC sau khi phát hiện ra rằng SMIC và các công ty con của nó có thể sử dụng chip do Mỹ xuất khẩu cho các mục đích quân sự. Điều này sẽ gây rủi ro khôn lường cho phía Mỹ. Reuters đưa tin rằng, vào tháng 9, Bộ Thương mại của Mỹ đã thông báo cho một số công ty rằng cần phải có giấy phép trước khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho SMIC. Sau khi điều tra mới phát hiện ra một rủi ro rất lớn, thiết bị cung cấp SMIC có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Nếu tính cả SMIC, tổng số công ty Trung Quốc bị xử phạt tiếp tục nâng lên con số 35. Vì SMIC là nhà sản xuất chip lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu sẽ cắt nguồn cung chip của đảng này, ảnh hưởng đến hầu hết các công ty công nghệ Trung Quốc. Đây là đòn chí mạng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói trắng ra, cách tiếp cận này là để giết Đảng Cộng sản Trung Quốc, và mối quan hệ Mỹ-Trung không thể quay trở lại như quá khứ. Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tập trung chuẩn bị cho chiến tranh? Liệu sự thật của cuộc bầu cử Mỹ có được đưa ra ánh sáng? Luật sư Lin Wood đã chia sẻ trên Twitter vào ngày 29 tháng 11. Cuộc cách mạng màu bắt đầu với việc Trung Quốc tấn công vào đất nước chúng ta bằng COVID-19. Sau đó là tình trạng coi thường luật pháp và bạo loạn xảy ra ở nhiều thành phố, rồi đến cuộc bầu cử được tính toán và gian lận rõ ràng. Tiếp theo sẽ là bạo lực gia tăng ở các thành phố. Tôi tin rằng ngài Trump đã lên kế hoạch ứng phó, chúng ta cũng phải như vậy. Sau rất nhiều nỗ lực và bằng chứng cung cấp, đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đã lấy lại tỷ lệ phiếu bầu và một phần tỷ lệ đã nghiêng về phía Trump. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã nhìn thấy kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ và rằng Tổng thống Trump có thể sẽ tái đắc cử. Và mọi điều xấu xí và tồi tệ do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra rất có thể sẽ bị ngài Trump phản công. Chúng ta hãy theo dõi xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Thưa quý vị, đây là bản tin của ngày hôm nay. Cảm ơn đã theo dõi. Nếu thấy thích nội dung này, xin hãy nhấn nút like và theo dõi, chia sẻ video này với bạn bè, vì mọi người cần được biết sự thật. Cảm ơn đã đón xem trang nhất và hẹn gặp bạn vào lần sau.